Rồi, đối với lại cái lớp 2 thì coi như là mình đã tạo xong cơ sở dữ liệu nè, tạo bảng nè. Và ở trong này là bạn phải nhập được 5 record nha. 5 record xong rồi. Rồi lúc này các bạn ví dụ như lớp 2. Lớp 2 là ở trên này nè. Là đã nhập được record rồi nè. Đó, lớp 2 nha. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là server data export. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Export ha. Xuất ra. Chọn cái data. Được không? Rồi, trong đó có bốn cái bảng nè. Nếu như bạn muốn xuất hết thì xuất, còn không thì bạn xuất từng bảng một cũng được. Rồi. Khi xuất thì nó hỏi là export cái project này ra một cái folder hay là ra một file duy nhất. Cũng đều ra file SQL hết. Nhưng mà nếu như bạn export ra folder thì mỗi bảng một file SQL riêng. Mình sẽ dễ xử lý sau này. Còn nếu bạn để mà export tất cả mọi thứ chung một file thì bốn bảng đều chung một file. Thì chúng ta nên chọn cái ở trên. Được chưa? Và chỉ cái đường dẫn cho nó. Chỉ đường dẫn cho nó. Export ra đâu? Ví dụ chúng ta export cụ thể ra disk PC, ổ đĩa D, QV code. Ví dụ như là thầy để thêm một cái folder nữa là cơ sở dữ liệu, ví dụ như vậy. Cơ sở dữ liệu chỗ này thầy để là lab PS17301 bình lab 2, ví dụ thế. Thầy để vô cái folder này được không? Select và nhớ thêm cái chỗ này cho thầy, include create schema, tức là nó thêm cái lệnh là create schema, create database á, nó thêm cái lệnh đó vô, chứ còn nếu không là nó bỏ lệnh đó. Rồi, ok, start, yes, override luôn. Xong, lỗi gì đây? Right, not by export code database QB code cơ sở dữ liệu hóa đơn. Nó export được cái hóa đơn, còn mấy cái kia sao rồi? Hóa đơn chưa có luôn. Rồi mình thử export cái dưới coi. Nếu mà export thành công thì các bạn cứ theo đó mà làm. Rồi thầy thử export cái dưới nha, server data export. Thầy sẽ chọn lại là cái bất động sản nè. Rồi tương tự như vậy, lab 2. Ok. Start. Bất động sản của sao kỳ vậy ta? Một file coi. Ủa bị lỗi gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ok, bây giờ vậy thôi, bỏ này đi, xóa đi ha. Bây giờ các bạn, khi các bạn chọn ít bột lab 2 tool data ít bột, chọn cho thầy lab 2, bỏ cái phần mà tạo thêm schema đi, lab 2 ok, start. Rồi nó start được, nộp dạy cho thầy trước đi. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái này nè, đây những cái bảng mà các bạn tạo ra là nó tạo ra cho mình nè, yeah. Đó, hóa đơn nè, hóa đơn chi tiết nè, khách hàng nè, sản phẩm nè, rồi những cái gì mà mình tạo thêm về cái khóa ngoại rồi gì đó là nó tạo ra đây, được không? Thì các bạn sẽ chọn cái thư mục này và các bạn nộp cho thầy, nén cái này lại và nộp nguyên cái thư mục này cho thầy, được không? Thank you.